Chào mọi người đang đến video của shop chuyên trì súng hơi nhà em nhé. Thì em lên cho mọi người về dòng đạn trì súng hơi siêu đẹp chuẩn chất lượng bên nhà em. Số điện thoại đấy 0825671805, hàng trì siêu xịn sò. Hình thức bên em đấy là nhận hàng thanh toán tiền, còn hàng là hàng không đồng kiểm vì đây là hàng đạn trì và hàng cấm nhé mọi người nhé. Đầy đủ mẫu mã từ 4.5 đến 6.40 cho mọi người, từ nấm này, xà lông, tiệp 9kg, 12kg, 5.5, 4.5, 6.35, vài ngắn, vài dài có đầy đủ cho mọi người, được chưa ạ? Chi tiết dòng đạn trì này, nhấn mạnh một điều nhé, giá rẻ bên em có mà hàng xịn nhập lại một bên em cũng có cho mọi người. Số điện thoại bên em đấy là 0399421759, có Zalo nhé mọi người nhé, lưu ý phần này. Trước tiên giới thiệu cho mọi người về hàng trì nhập bên em này, trì nhập nhé mọi người nhé. Nhìn các bác nhìn kỹ hàng trì nhập cho em, 450 một ký, combo hàng bao đẹp. Đấy, combo hai hộp là một ký nha mọi người nha. Váy hai tầng, viên kẹo sắc nét gọn gàng, được chưa ạ? Hàng này cứng mềm vừa phải, thái trung chơi cực kỳ mượt cho mọi người luôn. 450 một ký, được chưa ạ? Hàng nhập loại một nhá. Các bác nhìn kỹ cho em về hàng trì nhập loại một này. Sang cho mọi người về hàng trì giá rẻ. Đây. Nói chung tiền nào của đấy cho mọi người ạ. Hàng giá rẻ 300-350 nhé. Nhìn chất thì khác hẳn chưa ạ? Hàng này thì bao cho một người 60-70m bình thường. Tuy nhiên chất thì là trì hơi cứng một xíu. Bác nào sợ hại cành hại khương thì em khuyên các bác là nên dùng hàng trì mềm nhé. Full size kích cỡ cho mọi người. Nhìn khác hẳn đâu chưa ạ? Nói chung tiền nào của đấy thôi, các bác thấy phù hợp với giá tiền thì các bác lấy. Không thì các bác tùy các bác thôi. Đấy là nhu cầu của mọi người mà. Đây nhá. Nấm này 5.5, được chưa ạ? Full size đầy đủ cỡ nhé. Xuyên phá X bên em, motor bên em đây. Lướt gió cho mọi người đây. Bao đẹp chưa ạ? Hàng trì đẹp nhé mọi người nhé, loại 1 nhé. ZP quang thắng, dễ chơi dễ dùng, cành nào cũng chơi được đây. Siêu đẹp, nhìn mê ly luôn. Hàng váy ngắn mập nhé mọi người nha. Mẫu mã váy ngắn mập nha, các bác xem nha. Chân này xuyên giáp, hàng trì trắng giá rẻ, phục vụ cho các bác nào muốn trải nghiệm thêm hàng mới. Đây, khá là ok luôn, em test rồi. Bao lướt gió cực kỳ phê cho mọi người, được chưa ạ? Đầu nhọn nha, cực kỳ sắc luôn ạ. Sơ lung này, sơ lung 6.35 này. Đấy, trì dây nha, hàng bao mềm nha mọi người nha. Tốc bao cho mọi người 150-200m luôn, bắn thú lớn cực kỳ tốt nha. Số lượng hàng thì chỉ lớn, các bác có nhu cầu xỉ lẻ cứ liên hệ với em, chỉ gửi mọi người đây. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của shop nha.